Rồi, hôm nay thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tăng cót mực trên máy Toshiba E-Studio. Đầu tiên các bạn sẽ bấm 08, mình thì chỉ có một tay thôi. Xin lỗi nhé, 05, giữ im 05. Sau đó nhấn phím Power, phím nguồn ở bên này. Mình sẽ nhấn vào đây. Rồi, ok. Máy sẽ lên màn hình như sau. Rồi, sau tiếng beep thì các bạn có thể là mở, bỏ tay ra được. Trên đây sẽ là màn hình test mode. Các bạn nhập ở trên bàn phím sẽ là 2 0 1. Sau đó nhấn start. Rồi chờ một lúc. Đây màn hình sẽ chuyển sang adjust mode. Các bạn sẽ thấy là mực đang được xoay. Hai mực thì đang được xoay. Và đây là số phần trăm của mực. Mặc định sẽ là 106. Mình ở đây không phải là mặc định mà mình đã tăng lên 106 rồi. Thường sẽ là 96. Tùy theo máy của các bạn như thế nào hoặc dùng loại mực nào thôi. Đây, các bạn là nhấn úp để tăng lên. Sorry. Mình sẽ tăng lên 10 nấc, mỗi nấc 116 đi. Rồi ok. Rồi nhập enter. Rồi. Các bạn nhập lại thử 201 rồi nhấn start xem ra. Đó. Test mode adjust đã được tăng lên 116 mặc định. Rồi nhấn enter và tiếp tục. Và tắt máy. Mình sẽ bấm tắt máy ở phần nguồn này. Rồi và bật máy lên. Tại thì máy của mình photo hơi bị mờ một chút do trong quá trình thay mực từ loại mực này sang mực khác, đó rất là hơi mờ. Mình muốn tăng đậm lên, tăng đậm thì cũng không có tốt cho lắm, bởi vì trong quá trình tăng đậm mực thì mực thải có thể sẽ thải không kịp, dễ bị lỗi CD10 hoặc CD30. Đây mình sẽ photo thử một mặt xem sao. Rồi mình sẽ tăng một cốc lên hết cỡ luôn. Rồi cho thử một bảng chạy xem sao. Rồi, finish. Cũng không cải thiện hơn là mấy, để chạy thêm xem một lúc xem sao. Sẽ chạy thêm 160 bạn. Rồi, start.